À, cái cấu phần thứ hai trong phần thống kê suy luận của chúng ta chính là làm việc kiểm định giả thuyết. Kiểm định giả thuyết đây có nghĩa là chúng ta sử dụng các kiểm định thống kê hay còn gọi là các trắc nghiệm thống kê để chúng ta tiến hành kiểm định một cái giả thuyết mà nhà nghiên cứu đưa ra. Chúng ta xem là chúng ta có thể khẳng định được cái giả thuyết đấy hay không, hay là chúng ta phải bác bỏ cái giả thuyết đấy. Thì cái phần kiểm định giả thuyết này chính là một trong những cấu phần về ngoại suy, và chúng ta sẽ ngoại suy từ kết quả của mẫu nghiên cứu sang kết quả quần thể. Với các bước làm về kiểm định giả thuyết thì cũng có những cái sách mà phân ra 5 bước, cũng có sách phân ra 7 bước, mà thậm chí là cũng có tài liệu người ta cũng chẳng phân định ra các bước cụ thể. Nhưng nhìn chung lại thì chúng ta bao gồm cả trải qua mấy cái nội dung như sau. Chúng ta cần lưu ý mấy điểm như sau. Trước hết là nói đến kiểm định giả thuyết thì chúng ta phải có giả thuyết đã. Vì vậy mà chúng ta phải có một câu hỏi nghiên cứu, chúng ta có mục tiêu nghiên cứu, chúng ta phải đặt ra cái giả thuyết để chúng ta tiến hành kiểm định. Và chúng ta thường là có cặp giả thuyết là giả thuyết HA và đối xin lỗi một cái giả thuyết H0 và đối thuyết HA. Giả thuyết H0 hay còn gọi là non hypothesis, tức là cái giả thuyết không, và cái đối thuyết HA là alternative hypothesis, tức là cái đối thuyết, là cái phần ngược lại, phần đối, phần bù của cái giả thuyết HA mà chúng ta đã có. Và sau khi đã có cái giả thuyết dựa trên mục tiêu nghiên cứu hoặc là câu hỏi nghiên cứu rồi thì các bạn xác định cái ý nghĩa thống kê, chúng ta lựa chọn cái ý nghĩa thống kê hoặc là lựa chọn cái sai lầm loại 1 mà chúng ta có thể chấp nhận được, cái sai lầm alpha. Thì thông thường là người ta lựa chọn cái sai lầm alpha là bằng 0,05. Đôi khi là có những người người ta lựa chọn 0,1 hoặc 0,01. Nhưng thực ra là cái giá trị 0,05 là giá trị mà nhiều nhà nghiên cứu cũng như là nhiều nhà làm thống kê người ta chấp nhận nhất. Nếu các bạn lựa chọn trong nghiên cứu của mình là 0,05 thì không ai hỏi gì mình đâu. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn những con số khác thì chắc là chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tinh thần là biện luận là tại sao tôi lại chọn cái này mà không chọn 0,05. Sau đó chúng ta xác định cái kiểm định thống kê phù hợp để chúng ta trả lời cái câu hỏi, trả lời cái giả thuyết nghiên cứu của mình. Liệu là chúng ta sẽ sử dụng cái thống kê dành cho các giá trị trung bình hay là giá trị tỷ lệ? Chúng ta sẽ sử dụng các kiểm định tham số hay là các kiểm định phi tham số? Chúng ta so sánh mấy nhóm? Cái đo lường của mình có phải là đo lường lặp lại hay không? Có rất là nhiều các câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời trong quá trình chúng ta xác định cái kiểm định thống kê phù hợp. Và sau khi đã xác định được kiểm định thống kê rồi thì chúng ta thực hiện cái kiểm định này thôi, thực hiện cái kiểm định này ở trên phần mềm, có thể là bất kỳ phần mềm nào, mà phần mềm thống kê nào mà các bạn quen thuộc. Và sau khi có kết quả của phần mềm rồi thì chúng ta tiến hành phiên giải cũng như là kết luận cái kết quả mà chúng ta có được từ cái phép kiểm định đó. Cái giả thuyết, cái nguyên tắc đặt giả thuyết ấy, cái cặp giả thuyết của chúng ta thì có một nguyên tắc đặt giả thuyết để áp dụng cho tất cả các bài. Cái giả thuyết H0 ở đây, nguyên tắc của nó là bao giờ cũng là chỉ ra là không có sự khác biệt giữa các nhóm, hoặc là không có mối liên quan giữa các nhóm, hoặc nói cách khác là giá trị của các nhóm chúng ta là bằng nhau. Ví dụ chúng ta đang đi muốn đi so sánh tuổi của nhóm nam và nhóm nữ thì cái giả thuyết H0 là không có sự khác biệt về tuổi giữa nhóm nam và nhóm nữ, hoặc là tuổi trung bình của nhóm nam là bằng tuổi trung bình của nhóm nữ. Vậy là giả thuyết H0 luôn nói lên là cái sự ngang bằng, là cái sự không có sự khác biệt giữa các phân nhóm mà chúng ta đang đi so sánh. Còn đối thuyết HA, nó là cái phần đối, phần bù, cái giả thuyết bù. Chính vì thế mà nó sẽ là có sự khác biệt giữa các nhóm. Nếu các bạn đang đi so sánh là hai nhóm nam nữ thì là có sự khác biệt nhóm nam và nhóm nữ. Còn nếu chúng ta đang nói đến giả thuyết là giả thuyết về mối liên quan, chúng ta làm kiểm định về mối liên quan, thì giả thuyết H0 của chúng ta sẽ là không có mối liên quan giữa hai biến. Vì khi không có mối liên quan thì việc là tôi có cái đặc tính, tôi có cái yếu tố độc lập hay là tôi không có yếu tố độc lập, thì cái việc là tôi, cái nguy cơ tử vong hoặc là cái nguy cơ mắc bệnh của tôi là như nhau. Vì không có liên quan mà, nên là hai nhóm đấy sẽ là có cái nguy cơ, có cái kết cục là như nhau. Nó cũng tương ứng với việc là không có sự khác biệt giữa các nhóm. Thế và đối thuyết HA trong cái câu hỏi là có hay không có liên quan ấy, đối thuyết HA chúng ta sẽ là có mối liên quan giữa hai biến mà các bạn đang quan tâm. Còn nếu chúng ta nói về tương quan thì giả thuyết H0 chúng ta sẽ là không có tương quan giữa hai biến, còn đối thuyết HA sẽ là có tương quan giữa hai biến. Đấy, các bạn cứ đặt cái giả thuyết theo đúng cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái kiểm định của chúng ta đúng. Ví dụ như là chúng ta đang có một cái tình huống là với các bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà chúng ta có một cái phác đồ điều trị, là trong phác đồ điều trị của mình là có tiêm nitrat tĩnh mạch. Chúng ta muốn xem là cái việc là tiêm nitrat tĩnh mạch này thì có làm giảm hay cái khác là bảo vệ được bệnh nhân hay giảm cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân hay không. Thì cái giả thuyết H0 của chúng ta trong tình huống này sẽ là gì ạ? Nếu chúng ta muốn đặt cái cặp giả thuyết để kiểm định thì giả thuyết H0 trong tình huống này sẽ là gì ạ? Không có sự khác biệt gì ạ? Đúng rồi, không có sự khác biệt về cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim giữa nhóm tiêm nitrat tĩnh mạch và không tiêm nitrat tĩnh mạch.
Hoặc các bạn có thể nói là không có mối liên quan về việc tiêm nitrat tĩnh mạch với lại cái tình trạng tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Đấy, chúng ta có thể đặt giả thiết với hai cái trường hợp, hai cái nó cũng tương đương nhau, nhưng chúng ta có thể đặt dưới hai hình thức như vậy. Thế còn đối với HA trong tình huống đầu tiên thì chúng ta sẽ nói là tiệm có sự khác biệt, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra nếu nói có sự khác biệt thì nó chung chung quá. Trong cái tình huống bài này ấy, người ta đã nói là tiêm nitrat tĩnh mạch là làm giảm tỷ lệ tử vong. Chính vì thế đối thuyết không, hát không của chúng ta có thể đặt là không có sự khác biệt, nhưng mà cái giả thuyết đối thuyết HA của chúng ta sẽ đặt là tiêm nitrat tĩnh mạch sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Hoặc chúng ta nói một cách khác là cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có tiêm nitrat tĩnh mạch thì thấp hơn tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim không tiêm nitrat tĩnh mạch. Đấy, chúng ta sẽ nói theo một cái chiều hướng đúng theo cái câu hỏi người ta hỏi mình. Vì đây chúng ta đang đề cập đến là làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Thế còn nếu nói về mối liên quan thì lúc nãy chúng ta đã đặt giả thuyết hát không là không có mối liên quan, thì đối với HA chúng ta sẽ nói là có cái mối liên quan giữa tiêm nitrat tĩnh mạch và cái tình trạng tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Thì đấy là đặt giả thuyết hát không và đối thuyết HA. Nó cũng tương đối là quan trọng vì khi chúng ta làm kiểm định thì cái bước đầu tiên của kiểm định chúng ta là nhìn vào cái bằng chứng của kiểm định, chúng ta đưa ra kết luận là có bác bỏ giả thuyết không hay không. Và nếu chúng ta bác bỏ giả thuyết không thì chúng ta sẽ kết luận theo giả thuyết HA. Vậy chúng ta phải biết là HA của chúng ta là gì, đúng không ạ? Hoặc là nếu không bác bỏ giả thuyết không thì chúng ta sẽ kết luận theo HA không, thì chúng ta cũng phải biết được HA không là gì chúng ta mới có thể kết luận được. Thì đấy là bước đầu tiên, bước đặt giả thuyết. Sau khi đặt giả thuyết xong thì đến bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định cái mức ý nghĩa thống kê. Cái mức ý nghĩa thống kê ở đây là chúng ta xem cái sai lầm loại 1 mà mình có thể chấp nhận được trong nghiên cứu này là bao nhiêu. Cái sai lầm loại 1 này được ký hiệu bằng chữ alpha, và trong nghiên cứu chúng ta còn có sai lầm loại 2 được ký hiệu bằng beta nữa, các bạn chắc đã biết rồi. Thì cái giá trị alpha này chính là cái xác suất mà chúng ta có được kết quả nghiên cứu nếu chúng ta có cái nếu chúng ta coi cái giả thuyết HA, giả thuyết HA của chúng ta là đúng. Và nếu cái giả thuyết HA không đúng thì cái xác suất có được cái kết quả nghiên cứu của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta sẽ yêu cầu máy tính và nó được ký hiệu bằng giá trị P, bằng cái chữ P là cái chữ xác suất, probability. Và cái giá trị P này chúng ta sẽ so sánh với giá trị alpha. Bản chất ở đây là tôi viết là 0.05, nhưng thực ra chúng ta sẽ so sánh với alpha. Cái chữ tổng quát, ký hiệu tổng quát chung ấy là chúng ta sẽ so sánh P với alpha. Nhưng vì alpha chúng ta rất hay dùng là alpha bằng 0.05. Và tôi tin là trong cái luận văn của các bạn sắp tới các bạn cũng sẽ chọn cái giá trị alpha bằng 0.05 thôi. Nên là ở đây là tôi sẽ viết luôn cái giá trị 0.05 để cho các bạn dễ so sánh. Thì nếu cái xác suất mà chúng ta tính được, cái xác suất để bác bỏ giả thuyết không chúng ta tính được ở máy tính sẽ tính cho mình nhé, cái giá trị P này máy tính sẽ tính cho mình. Và nếu cái giá trị P này máy tính ra mà chúng ta thấy nó nhỏ hơn 0.05 thì kết luận của mình sẽ là gì? Mình sẽ nói là mình bác bỏ cái giả thuyết không. Và mình chấp nhận cái đối thuyết HA hay là cái giả thuyết HA mà mình đã có. Và cái kết quả xảy ra của chúng ta là chắc chắn. Ví dụ chúng ta có kết quả là nhóm nam cao hơn nhóm nữ thì cái kết quả nhóm nam cao hơn nhóm nữ đấy là chắc chắn, chứ nó không phải là cái tính ngẫu nhiên mang lại. Và cái khác biệt của chúng ta là có ý nghĩa thống kê. Cái từ khác biệt có ý nghĩa thống kê chắc các bạn nghe thấy nhiều, đọc nhiều ở trong các bài báo, rất nhiều bài báo người ta sử dụng cái từ này. Ví dụ người ta nói là sự khác biệt giữa hai nhóm là có ý nghĩa thống kê, và người ta mở ngoặc ra P nhỏ hơn 0.05. Thì đấy là cái cách viết mà chúng ta nhìn thấy trong rất nhiều các bài báo khoa học người ta điều tiết. Thế còn trong cái tình huống mà P lớn hơn 0.05 thì kết luận là gì? Nó sẽ là ngược lại. Chúng ta sẽ nói là P lớn hơn 0.05 thì chúng ta không bác bỏ được giả thuyết không. Và chúng ta phải đưa ra cái kết luận theo cái giả thuyết không mà chúng ta đã có. Và kết quả chúng ta xảy ra là không chắc chắn, nó là do cái tính ngẫu nhiên mang lại. Ngẫu nhiên nên là cái lần này tôi có nhóm nam cao nhóm nữ. Nhưng nếu tôi chọn lại mẫu, tôi tính lại thì tôi lại có thể có cái tình huống là nhóm nữ cao hơn nhóm nam, hoặc là hai nhóm là bằng nhau. Như vậy là cái kết quả lần đầu tiên đó chỉ là do ngẫu nhiên mang lại thôi, chứ nó không phải là cái kết quả có cái sự khác biệt thực sự. Và cái cuối cùng khi mà chúng ta nói P lớn hơn 0.05 ấy, thì chúng ta sẽ nói là sự khác biệt của chúng ta là không có ý nghĩa thống kê. Thì đấy là cái ngôn ngữ mà các bạn thấy người ta rất hay dùng trong các bài báo khoa học. Và với giá trị alpha ở đây thì chúng ta có cái giá trị alpha tương ứng với giá trị alpha tương ứng với giá trị Z tra bảng ở cái mức 1 trừ alpha trên 2 ấy, với cái bảng Z, cái bảng phân bố chuẩn ấy, thì chúng ta thường là chọn giá trị alpha rồi chúng ta sẽ xác định cái giá trị Z xem nó là bao nhiêu để từ đó chúng ta có thể là tính được cho các kiểm định. Và cũng tương tự như vậy để từ đó chúng ta có thể tính được cái khoảng tin cậy. Thì các bạn biết là trong cái công thức tính khoảng tin cậy là chúng ta sẽ có là cái ước lượng điểm cộng trừ với Z của 1 trừ alpha trên 2 và nhân với sai số chuẩn.
Vậy thì biết cái giá trị, biết alpha thì chúng ta sẽ biết được cái giá trị Z để chúng ta đưa vào trong cái phần về thống kê suy luận. Ở đây thì alpha hay gặp nhất là 0,05, chúng ta có giá trị Z bằng 1,96. Thế còn với các giá trị alpha khác thì các bạn cũng sẽ có các giá trị tra bảng, Z tra bảng khác nhau. Ví dụ nếu chúng ta chọn là ở khoảng tin cậy 90% thì lúc đó cái giá trị Z tra bảng chúng ta là 1,645. Thế còn nếu ở cái khoảng tin cậy là 99% thì chúng ta có cái giá trị tra bảng là 2,576. Và nhìn vào đây và nhìn vào công thức, nhớ lại cái công thức tính khoảng tin cậy lúc nãy tôi có giới thiệu, thì các bạn sẽ thấy là với cái mức độ tin cậy, với cái độ tin cậy càng cao, ví dụ chúng ta lấy độ tin cậy là 99% thì cái khoảng tin cậy của mình sẽ càng rộng. Còn với độ tin cậy mà thấp, 90%, thậm chí là 95% hoặc thậm chí là 90% thì lúc đó là cái khoảng tin cậy của mình nó sẽ hẹp hơn. Các bạn cứ tưởng tượng nó như là một cái, chúng ta tưởng tượng cái khoảng tin cậy nó như là một cái sàng, một cái ni á. Nếu chúng ta có các đối tượng nghiên cứu hoặc có, chúng ta cần phải sử dụng cái sàng, cái ni đấy để hứng những cái quả hoặc là những cái hạt lạc. Ví dụ người ta tung một cái hạt lạc, tung một nắm lạc để chúng ta hứng, thì nếu các bạn sử dụng cái ni thì các bạn sẽ chứa được nhiều cái hạt lạc, hứng được nhiều cái hạt lạc đấy hơn. Còn nếu các bạn sử dụng cái sàng ra cái nhỏ hơn thì lúc đó thì chúng ta sẽ chứa được ít hơn. Vì vậy mà khoảng tin cậy lớn thì chúng ta sẽ có nhiều đối tượng rơi vào, 99% các đối tượng nằm ở trong đó. Còn khoảng tin cậy hẹp thì lúc đó là số đối tượng, cái tỷ lệ đối tượng nằm trong đó ít hơn, nó là 90% hoặc là rộng hơn một chút thì là 95%. Vậy là với cái mức độ tin cậy càng cao thì khoảng tin cậy của mình càng rộng. Đấy là cái cách hiểu mà tính chất là hình tượng. Thế còn nhìn vào công thức này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chứng minh được. Thì chúng ta nói là cái khoảng tin cậy được tính bằng cái ước lượng điểm, giá trị ước lượng điểm cộng trừ với lại giá trị Z nhân với sai số chuẩn. Ước lượng điểm là cố định. Với một mẫu nghiên cứu, ước lượng điểm là cố định. Sai số chuẩn với mẫu nghiên cứu đó cũng cố định. Vậy thì cái khoảng hẹp hay rộng nó chỉ phụ thuộc vào cái giá trị alpha của mình thôi. Chỉ phụ thuộc vào cái giá trị Z của mình tương ứng với giá trị alpha thôi. Và lúc đó thì giá trị Z càng lớn thì khoảng tin cậy của mình sẽ càng rộng. Thì đấy là mức tính nghĩa thống kê. Ứng với mỗi một cái sai lầm loại 1 chúng ta chọn khác nhau, giữa giá trị alpha chúng ta chọn khác nhau thì chúng ta sẽ có cái giá trị Z khác nhau. Đây là một số các từ mà người ta hay dùng ở trong ngôn từ bằng tiếng Anh. Khi mà chúng ta có các giá trị P, ví dụ P nhỏ hơn 0,05, P lớn hơn 0,05. Thì đây nếu chúng ta có tình huống P nhỏ hơn 0,05 thì chúng ta không thể bác bỏ được giả thuyết P nhỏ hơn 0,05, thì chúng ta bác bỏ giả thuyết F0. Còn nếu P lớn hơn 0,05 thì giả thuyết F0 là không thể bị bác bỏ. Và nếu chúng ta có P nhỏ hơn 0,05 thì ở đây là cái sự khác biệt của chúng ta là có ý nghĩa thống kê. Và cái sự khác biệt này không phải là do cái sự tình cờ hoặc là cái tính ngẫu nhiên mang lại. Thế còn nếu mà P lớn hơn 0,05 thì ở đây là không, sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Và cái sự khác biệt mà chúng ta có quan sát được trong mẫu nghiên cứu nó chỉ do cái tính chất ngẫu nhiên mang lại thôi. Còn nếu chúng ta làm một cái mẫu nghiên cứu khác thì cái kết quả nó sẽ khác. Thì đấy là cái những cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng. Nếu các bạn đọc bài báo tiếng Anh các bạn sẽ thấy người ta sử dụng. Về lựa chọn, cái bước thứ 3 là sau khi chúng ta đã chọn được alpha rồi thì chúng ta sẽ chọn cái kiểm định thống kê để mình làm. Đến đây vẫn là đang cần kiến thức của người làm thống kê. Thế còn cái bước 4, bước 5, bước 4, đặc biệt bước 4 là làm như thế nào trên máy tính thì lúc đấy là cái thao tác trên máy tính thôi. Với bước 3 này thì chúng ta cũng lựa chọn các kiểm định thống kê thì dựa vào một số các đặc tính. Thứ nhất là chúng ta dựa vào cái mục tiêu nghiên cứu của mình là gì. Mục tiêu của mình là xem xét cái sự khác biệt giữa các nhóm, hay mục tiêu của mình là xác định cái mối liên quan giữa các nhóm. Và chúng ta cũng xem cái biến đầu ra chính hoặc cái biến số mà các bạn đang muốn phân tích là biến gì. Nếu biến số đấy là biến định lượng thì chúng ta sẽ có phân tích khác, nếu biến là biến định tính chúng ta có phân tích khác. Và nhìn lại thì chúng ta có 4 cái tình huống mà chúng ta có thể sử dụng trong cái kiểm định thống kê. Chúng ta xem xét sự khác biệt của biến định lượng, chúng ta xem xét sự khác biệt các biến định tính, chúng ta xác định mối liên quan giữa các biến định lượng, chúng ta xác định mối liên quan của các biến định tính với nhau. Thế trước hết là nói về xác định cái sự khác biệt của biến định lượng thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm kiểm định mà chúng ta có thể sử dụng. Thứ nhất là nhóm kiểm định là kiểm định tham số, được sử dụng cho cái nhóm biến, được sử dụng cho những biến mà có phân bố chuẩn. Và nhóm kiểm định thứ hai là nhóm phi tham số. Và cái nhóm kiểm định phi tham số này thì được dùng cho hoặc là biến có phân bố chuẩn hoặc là biến có phân bố không chuẩn. Thì với nhóm kiểm định phi tham số là những kiểm định mà người ta dùng cho so sánh về vị trí, ví dụ như so sánh các giá trị trung vị. Thế còn với nhóm kiểm định tham số, tức là test tham số, thì sử dụng là so sánh các giá trị trung bình. Và hay sử dụng, hay dùng và các bạn hay đọc và dễ hiểu hơn đối với chúng ta
thì đấy là các kiểm định tham số. Theo chúng ta nói là trung bình của nhóm bệnh nhân này cao hơn trung bình nhóm bệnh nhân kia, hay trung bình của nhóm này là thấp hơn trung bình nhóm kia hoặc bằng trung bình nhóm kia thì dễ hiểu hơn. So với việc chúng ta nói là giá trị trung vị bằng nhau, đôi khi là cái giá trị trung vị bằng nhau đấy thì nó cũng ít có về cái meaning của nó, tức là nó ít có ý nghĩa hơn. Không phải ý nghĩa thống kê nhé, tức là nó cung cấp cho chúng ta những cái thông tin nó ít hơn và nó không có giá trị bằng cái giá trị trung bình. Tuy nhiên thì cái việc là sử dụng các test tham số hay test phi tham số ở đây nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là phân bố của biến số. Với định luật số lớn thì thông thường là khi chúng ta có cỡ mẫu là bắt đầu từ 30 trở lên là các biến của chúng ta là thường là sẽ có xu hướng là trở về là với một cái biến có phân bố chuẩn hoặc xấp xỉ chuẩn. Thế còn với cỡ mẫu nhỏ thì thường là phân bố lệch rồi. Tuy nhiên cũng có một số biến tương đối đặc biệt mà cho dù có cỡ mẫu lớn thì nó cũng ít khi về phân bố chuẩn lắm. Ở trên lâm sàng các bạn hay gặp ví dụ như biến về số ngày nằm viện của bệnh nhân hoặc là cái biến về chi phí điều trị của bệnh nhân là những cái biến mà thường là có phân bố lệch. Và trong cái bối cảnh là một biến có phân bố lệch thì chúng ta có thể phải sử dụng các phương pháp như là phương pháp chuyển biến hoặc là phương pháp đổi biến hoặc là sử dụng những kiểm định phi tham số để chúng ta so sánh các biến này. Với các biến mà không có phân bố chuẩn thì chúng ta sẽ phải sử dụng kiểm định phi tham số, điều đó là điều chắc chắn, trừ khi mà các bạn đổi biến hoặc là chuyển biến. Thế còn với các biến phân bố chuẩn thì có thể sử dụng kiểm định phi tham số, có thể sử dụng kiểm định tham số, nhưng chúng ta sẽ ưu tiên và thường là sẽ sử dụng kiểm định tham số chứ tránh dùng kiểm định phi tham số, vì như tôi đã đề cập là nó so sánh về mặt vị trí, so sánh về mặt giá trị trung vị. Nên là chúng ta cũng, nếu đọc các báo cáo nghiên cứu các bạn cũng thấy là nếu tránh được là người ta tránh, trừ khi mà không thể thôi. Tức là cái phân bố biến đấy là phân bố lệch mà chuyển đổi thế nào cũng là lệch, và người ta muốn là để nguyên cái giá trị của phân bố, để nguyên cái giá trị của biến số đấy để so sánh, để làm kiểm định, người ta sẽ sử dụng kiểm định phi tham số. Còn lại thì sẽ tìm cách để có thể chuyển về những cái kiểm định tham số để dùng. Cũng liên quan đến phân bố chuẩn thì thực ra là có rất nhiều các kiểm định sau này. Một trong những cái giả định để có thể thực hiện được kiểm định đó chính là cái phân bố chuẩn của biến, phân bố chuẩn của biến số. Tôi lấy ví dụ như là mô hình hồi quy tuyến tính chẳng hạn, mà sử dụng biến đầu ra của mình là biến định lượng, thì một trong tiêu chí mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là cái biến đầu ra đấy phải có phân bố chuẩn. Thế còn nếu mà phân bố không chuẩn thì cũng không sử dụng được cái mô hình này. Là nếu số liệu của mình ấy mà thu thập là biến định lượng ấy, thì cái mong muốn của người làm thống kê, của các nhà nghiên cứu là cái phân bố biến định lượng của mình là phân bố chuẩn hoặc là xấp xỉ chuẩn. Vậy như thế nào là phân bố chuẩn? Chắc là cái hình ảnh về một cái phân bố biến định lượng với một cái đường cong phân bố chuẩn, một cái hình chuông, hình ảnh một cái hình chuông như thế này chắc các bạn đã nhìn thấy ở trong cái phần về thống kê mà các bạn, chương trình thống kê mà các bạn đã học. Thì với một phân bố chuẩn là một cái phân bố mà cái giá trị trung bình và giá trị trung vị thường là gần nhau hoặc là trùng nhau luôn, là nó ở điểm giữa. Chúng ta nhìn thấy nó ở cái điểm giữa này. Và ở cái điểm giữa này chúng ta có một cái đường cao là cao nhất, cái đỉnh của chúng ta là cao nhất. Chính vì thế mà cái giá trị mod nó cũng nằm ở đây luôn. Thì nhớ là mod là cái giá trị mà có tần số gặp nhiều nhất. Chính vì vậy mà ở đây cũng là giá trị mod luôn. Và cái giá trị trung bình, trung vị và giá trị mod ở cái điểm này nó sẽ chia cái đường cong phân bố của mình, chia cái phân bố của mình ra làm hai phần, nửa phía bên tay trái và nửa phía bên tay phải. Và cái phân bố chuẩn của mình là nó sẽ cao ở giữa và nó thấp dần về phía xa. Bắt đầu bằng điểm thấp này, cao dần ở giữa và thấp dần ở phía xa. Thông thường là nó sẽ là đối xứng, xoay xung quanh giá trị trung bình và giá trị trung vị. Đây là cái hình ảnh của một phân bố chuẩn tắc khi mà chúng ta có giá trị trung bình bằng 0 và với độ lệch chuẩn bằng 1. Để kiểm định, nhìn cái hình ảnh của phân bố, nhìn hình ảnh ở phân bố biến thì nếu các bạn sử dụng cái chương trình STATA thì chúng ta cũng có rất là nhiều các lệnh chúng ta có thể sử dụng để làm kiểm định. Thứ nhất là tôi sẽ giải thích từng câu lệnh trước. Thứ nhất là các bạn có thể vẽ cái hình ảnh của một cái biểu đồ histogram bằng cái câu lệnh histogram này để chúng ta, và kèm theo cái đường cong phân bố chuẩn để chúng ta nhìn xem là cái biểu đồ chúng ta có na ná tương tự như là cái hình ảnh phân bố chuẩn lúc nãy hay không. Thứ hai là các bạn có thể là sử dụng cái câu lệnh về summarize để chúng ta mô tả biến, chúng ta so sánh cái giá trị trung bình, trung vị của chúng ta xem là nó có gần nhau hay không, và chúng ta xem là cái hệ số skewness, hệ số kurtosis của chúng ta như thế nào. Và chúng ta có thể làm cái kiểm định hệ số skewness, hệ số kurtosis để chúng ta xem là kiểm định này cho chúng ta cái câu trả lời là biến có phân bố chuẩn hay là không chuẩn. Ngoài ra thì ở chương trình STATA có hai cái câu lệnh rất là hay, đó là câu lệnh về ladder và cladder. Hai cái câu lệnh này là cho phép chúng ta nhìn cái hình ảnh của phân bố của biến khi mà chúng ta chuyển đổi biến.
Ta biến đấy, thứ nhất là trả lời câu hỏi là biến đấy có hình ảnh phân bố chuẩn hay không này. Và thứ hai là nếu chúng ta đổi biến đấy sang một số các dạng, ví dụ như là chúng ta lấy logarit tự nhiên của biến số, hay là chúng ta bình phương biến đấy lên, hay là chúng ta khai căn biến đấy ra, thì cái biến đấy nó có thể chuyển về phân bố chuẩn hay không. Thì nhìn vào những cái hình ảnh này thì chúng ta có thể có cái định hướng cho cái việc là phân tích số liệu, chuyển đổi cái đơn vị đo lường, cái đơn vị của biến chuyển biến, để chúng ta có được một cái phân bố chuẩn. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta chạy cái câu lệnh về histogram. Tự các bạn muốn chạy cái câu lệnh về cái biểu đồ histogram. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái phân bố của biến này. Và chúng ta nhìn thấy kèm theo cái đường cong phân bố chuẩn. Và nhìn cái phân bố này thì chúng ta thấy phân bố của biến này có chuẩn, có được coi là phân bố chuẩn không? Không, đúng không ạ? Nhìn vào là đã thấy là nó không có một cái định dạng của phân bố chuẩn rồi, và nó có những cái khoảng trống, khoảng cách giữa các quan sát của mình. Các bạn có thể làm sử dụng cái câu lệnh về summarize. Sử dụng câu lệnh summarize với cái tùy chọn là tùy chọn detail để chúng ta xem là các giá trị mà chúng ta có ở đây là nó có gần nhau hay không. Ví dụ chúng ta có cái giá trị trung vị là 6,5 này. Cái giá trị trung bình của chúng ta là 6,9. Và ở đây thì chúng ta có hai cái giá trị hệ số skewness, hệ số photoshift. Hệ số photoshift của mình, hệ số skewness là liên quan đến cái độ lệch, xem là cái phân bố của mình có bị lệch hay không, có thể lệch trái, có thể lệch phải. Còn hệ số photoshift của mình là liên quan đến cái độ gù của phân bố. Thì thông thường là một cái với cái giá trị, với cái giá trị chấp nhận ấy, thì thường hệ số skewness của mình mà càng về gần với không ấy, thì cái giá trị của mình, thì phân bố của mình là càng có xu hướng là phân bố chuẩn. Còn hệ số photoshift của mình mà càng gần với giá trị 3 ấy, thì phân bố của mình là sẽ có xu hướng là phân bố chuẩn. Ở đây chúng ta thấy là hệ số skewness của mình rất là lớn, nó lên đến 1,0, là tương đối lớn, nó lên đến 1,07. Thế còn hệ số photoshift thì nó hơn 3 một chút, là 3,4. Với các giá trị này thì để trả lời chính xác cái câu hỏi là nó có phải là phân bố chuẩn hay không, thì chúng ta sẽ có một cái kiểm định này. Các bạn có thể làm cái kiểm định cho hệ số skewness và hệ số photoshift. Đây là kiểm định dành cho hai hệ số skewness hoặc là photoshift. Và với kiểm định này thì cái giả thuyết của chúng ta ấy, cái giả thuyết H0 của chúng ta ở đây là phân bố của mình là bằng với phân bố chuẩn. Thì các bạn biết là nguyên tắc đặt giả thuyết H0 là không có sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì giả thuyết chúng ta ở đây là phân bố của mình bằng với phân bố chuẩn. Thế còn đối thuyết HA là phân bố của mình là khác phân bố chuẩn. Và chúng ta nhìn ở đây thì với hệ số skewness chúng ta có cái giá trị là P bằng 0,02. Và theo nguyên tắc P bằng 0,02 là chúng ta sẽ bác bỏ hay là không bác bỏ H0 ạ? Bác bỏ H0 đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào hệ số skewness thì phân bố của mình bị lệch mất rồi. H0 là bằng chuẩn mà, đúng không ạ? Còn HA là khác chuẩn, tức là không chuẩn, tức là lệch đấy. Hệ số skewness nói lên độ lệch, nó có thể lệch trái, có thể lệch phải. Giả thuyết H0 cho kiểm định của hệ số skewness này là phân bố của mình bằng với phân bố chuẩn, hay là cách khác là không có sự khác biệt giữa phân bố của mình với phân bố chuẩn. Giả thuyết H0 luôn nói đến không có sự khác biệt, đúng không ạ? Còn đối thuyết HA sẽ là có sự khác biệt, hay là cách khác nói một cách đơn giản hơn, giả thuyết H0 trong tình huống này là với kiểm định hệ số skewness nhé, giả thuyết H0 của chúng ta là phân bố của mình là gì ạ? Bằng với phân bố chuẩn. Còn đối thuyết HA là phân bố của mình là bị lệch, hay nói là khác với phân bố chuẩn. Và trong tình huống này chúng ta có giá trị P bằng 0,02, vậy chúng ta bác bỏ giả thuyết H0, điều đó đồng nghĩa với việc là phân bố của mình là phân bố bị lệch. Giống như hình ảnh lúc nãy chúng ta nhìn hình ảnh histogram, các bạn cũng nói là phân bố của mình không chuẩn. Đấy, phân bố của mình là bị lệch. Còn hệ số với hệ số photoshift tức là cái độ gù ấy, độ gù của phân bố. Tại sao người ta lại lấy là cái giá trị bằng 3? Nó theo một cái xin lỗi, lúc nãy tôi cứ giả định, nhưng mà các bạn học thống kê thì học thống kê cơ bản ở trường chưa? Rồi đúng không? Rồi thế thì rất nhiều cái ở đây là tôi nhắc lại thôi nhá. Đây, nếu mà theo cái nguyên tắc ở đây thì các bạn theo cái hình ảnh của phân bố chuẩn này thì các bạn sẽ thấy là một trong những cái đặc điểm của phân bố chuẩn, phân bố chuẩn tắc ấy, cái normal curve, normal distribution, phân bố chuẩn, thì một trong những cái đặc điểm của phân bố chuẩn này là chúng ta có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1, SD này bằng 1. Và khi chúng ta lấy giá trị trung bình cộng trừ 1 độ lệch chuẩn thì có khoảng độ 68% các quan sát nằm trong khoảng này. Đấy là tính chất học ở trong thống kê cơ bản rồi nhé. Khi chúng ta lấy giá trị trung bình cộng trừ với 2 độ lệch chuẩn thì sẽ có khoảng độ 95% quan sát nằm trong khoảng đó. Thế còn nếu chúng ta lấy giá trị trung bình cộng trừ với 3 độ lệch chuẩn
thì lúc đó là có đến 99,7% quan sát nằm trong khoảng này. Vậy đấy là lý do tại sao người ta nói là người ta xem cái hệ số Potosis đấy nó có gần với số 3 hay không. Vì khi mà nó gần với 3, tức là nó đang, nếu nó chỉ là di lệch xoay xung quanh cái giá trị âm 3 đến 3 thôi ý, thì điều đó chứng tỏ là cái phân bố của mình nó đang ở cái điểm chạm về gần với phân bố chuẩn, tức là cộng trừ về 3 độ lệch chuẩn. Thì đấy là cái lý do tại sao mà ở đây người ta yêu cầu, người ta nói là nếu hệ số Potosis mà về gần với lại giá trị 3 thì phân bố của mình sẽ là phân bố chuẩn. Hoặc hệ số skewness, hệ số lệch đệ về gần không. Về gần không có nghĩa là về gần cái trục giữa, đúng không ạ? Có nghĩa là không bị lệch. Thế còn 1 là sẽ bị di lệch, 1, 2 sẽ là bị di lệch ra xung quanh. Ở đấy chúng ta có cái kiểm định, có kết quả kiểm định nhé. Nhìn vào kết quả kiểm định này chúng ta cũng kết luận được là hệ số Potosis thì ok, nhưng hệ số skewness của chúng ta thì không được. Tức là độ gù thì được, nhưng mà về cái độ lệch thì không được, vì phân bố này đang bị lệch rồi. Đấy là cái hình ảnh của, cái hình ảnh thông qua... không phải hình ảnh mà đấy là thông qua kiểm định. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái giá trị mà tôi nghĩ là một trong những cái ứng dụng rất là hay mà SPSS thì không làm được. Đó là cho chúng ta biết được là nếu phân bố của mình là phân bố lệch như vừa rồi mà mình đang có xu hướng là muốn đổi cái đơn vị đo lường của biến, hoặc là chuyển đổi biến của mình, biến số ure của mình một cái cách nào đó mà trở về với lại một phân bố chuẩn, thì mình sẽ làm gì? Thì các bạn có thể là sử dụng, đây là cái kiểm định, cái đầu tiên là cái ladder, là cái kiểm định để cho phép chúng ta xem, biết xem là với từng cái chuyển đơn vị, ví dụ như là chúng ta lập phương lên, tức là lấy ure nhân với ure nhân với ure cho mũ 3 lên, thì cái phân bố của mình có về phân bố chuẩn hay không. Rồi là nếu chúng ta bình phương đơn vị đo lường lên thì cái phân bố mình có về phân bố chuẩn không, chúng ta giữ nguyên thì nó có chuẩn hay không, chúng ta khai căn, hoặc là chúng ta lấy logarit, hoặc là chúng ta lấy cái phần là 1 chia cho cái phần căn 2. Đấy, thì tất cả những phần chuyển đổi này, thì đây là cái kết quả của kiểm định để xem nó có chuẩn hay không chuẩn. Và cũng với nguyên tắc là giả thuyết H0 của mình là nó sẽ là chuẩn, còn đối thuyết HA của mình sẽ là không chuẩn. Vậy thì nếu chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ cố gắng tìm xem là một cái chuyển đổi nào đó, một chuyển đổi đơn vị đo lường nào đó mà cho chúng ta cái giá trị P của chúng ta làm sao ạ? Lớn hơn 0,05. Thì khi lớn hơn 0,05 thì chúng ta không bác bỏ giả thuyết không. Điều đó có nghĩa là phân bố của mình là phân bố chuẩn. Nhìn vào đây chúng ta thấy là chúng ta bình phương lên, cũng chúng ta khai căn ra cũng được này, hoặc chúng ta lấy logarit cũng được này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào trong cái biểu đồ nhé, nhìn hình ảnh biểu đồ. Ngoài cái việc là cho chúng ta cái kết quả của kiểm định thì chúng ta cũng hoàn toàn là có thể vẽ một cái biểu đồ, vẽ, yêu cầu máy tính vẽ các biểu đồ cho các chuyển đổi đơn vị đo lường khác nhau. Và đây thì chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ histogram cho tất cả các chuyển đổi đơn vị đo lường này. Đây có lệnh rất là hay của chương trình Stata để cho phép chúng ta chọn luôn cái cách đổi biến, cách chuyển biến. Các bạn thấy, đây là cái hình ảnh mà lúc nãy chúng ta đã thấy đúng không ạ? Identity, tức là để nguyên cái đơn vị đo lường, không có chuyển đổi gì. Thì đây là cái hình ảnh biểu đồ histogram mà lúc nãy chúng ta đã thấy. Nếu mà chúng ta lập phương nó lên thì nó sẽ có hình ảnh này. Nếu chúng ta bình phương lên sẽ có hình ảnh này. Cả lập phương và cả bình phương ở đây đều không thể chuẩn được, đúng không ạ? Nhìn vào hình ảnh là cũng thấy là lệch rồi. Nếu chúng ta sử dụng là khai căn, đây, lúc nãy chúng ta nhìn thấy là khai căn có vẻ là ok, thì đây, chúng ta nhìn thấy hình ảnh khai căn cũng là trở về gần với phân bố chuẩn hơn. Và cái hình ảnh đẹp nhất ấy là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của lấy logarit. Lấy logarit chuyển đổi cái đơn vị là lấy logarit tự nhiên của cái biến ure này. Thì cái phân bố của biến lại sẽ trở về là phân bố sắp xỉ chuẩn. Và nếu trong bối cảnh các bạn cần phải đổi biến, thầy cô hoặc là ai đó yêu cầu chúng ta là phải chuyển đổi cái đơn vị đo lường để chúng ta có một cái biến đầu ra là phân bố chuẩn, thì lúc đó nhìn vào hình ảnh này các bạn sẽ lựa chọn là lấy logarit tự nhiên của cái biến ure để chúng ta có được một cái biến có đơn vị đo lường là logarit tự nhiên của ure và là phân bố chuẩn. Từ đó chúng ta có thể thực hiện các kiểm định hoặc là so sánh với một biến có phân bố chuẩn. Và sau khi đã thực hiện xong thì chúng ta lại phải chuyển lại cái đơn vị đo lường, tức là unlock của cái phần này đi. Đấy là cái hình ảnh của cái việc chuyển biến nhé. Tôi nhắc lại là cái biến của chúng ta là có phân bố không chuẩn rồi, thông qua kiểm định lúc nãy, thông qua hình ảnh. Đây là hình ảnh của nó, hình ảnh biểu đồ histogram, chúng ta thấy không chuẩn rồi. Thế còn tất cả những cái hình ảnh ở đây chính là hình ảnh mà giúp chúng ta là lựa chọn cái cách đổi biến, cách chuyển biến. Chúng ta xem là cái cách đổi biến, chuyển biến nào có thể giúp chúng ta đưa cái biến ure của mình về một cái biến có phân bố sắp xỉ chuẩn, thì chúng ta có thể lựa chọn.
Ngoài ra thì cũng có một cái cách phân tích khác nữa mà rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là nếu chúng ta không quá là quan trọng về cái việc là phải phân tích dưới góc độ là một biến định lượng và cố gắng chuyển nó về một cái đơn vị đo lường là biến chuẩn. Thì lúc đó các bạn có thể là sử dụng một cái điểm cắt, ví dụ như là biến ure. Tôi thì không nhớ chính xác vì cũng bỏ lâm sàng lâu quá rồi, cũng học bác sĩ ra nhưng bỏ lâm sàng lâu quá nên là không nhớ gì nhiều nữa. Nếu các bạn sử dụng một cái điểm cắt nào đó để phân định ra là ure huyết cao và ure huyết là không cao, ví dụ như huyết áp chẳng hạn, chúng ta sẽ có những cái điểm cắt 140-90 để phân ra là tăng huyết áp và không tăng huyết áp đó. Thì nếu các bạn có một cái điểm cắt của đơn vị của cái ure huyết thì lúc đó các bạn có thể sử dụng điểm cắt này và phân đối tượng ra làm hai nhóm, ure huyết cao và không cao. Và khi chúng ta phân nhóm đối tượng như vậy thì từ cái biến ban đầu là biến định lượng, biến ure huyết là biến định lượng, thì chúng ta đã chuyển cái biến ure này về thành phân nhóm, thành biến phân loại, biến phân nhóm và có hai phân nhóm. Và thay vì sử dụng cái mô hình hồi quy tuyến tính cho biến ban đầu và yêu cầu phải có phân bố chuẩn thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng được hồi quy logistic và không cần có phân bố chuẩn gì hết cả. Có hai nhóm cao, không cao, cao, không cao và chúng ta chạy cái mô hình hồi quy logistic. Đấy là cái hình thức mà rất là nhiều người sử dụng. Thế còn nếu mà chúng ta đổi biến như thế này cũng được, nhưng mà sau đó thì liên quan đến đơn vị đo lường, chúng ta lấy logarit lên rồi thì chúng ta lại phải trả về cái đơn vị đo lường, lấy cái hàm mũ để trả về cái đơn vị đo lường ban đầu là không phải là logarit nữa mà phải là cái đơn vị đo lường của ure. Nên là đôi khi chúng ta cứ nói cái đơn vị đo lường là logarit thì không phải là ai cũng có thể hiểu được, đặc biệt là những người mà không làm sâu về thống kê. Dù chúng ta trình bày mà với những bác sĩ làm lâm sàng thì họ cũng tương đối là khó hiểu, nếu mình không nói về ure mà mình cứ nói là logarit của ure, đúng không ạ, thì người ta cũng thấy là có gì đó là nó khó hiểu. Các bạn cũng, chúng ta làm nghiên cứu chúng ta có thể lựa chọn những cái cách nào mà phân tích nó vừa hay, vừa có ý nghĩa trong nghiên cứu của mình và cũng dễ hiểu đối với người khác thì chúng ta cố gắng chọn. Thì đấy là cái phần về kiểm định cái phân bố nhé, để xem nó có phân bố chuẩn hay không. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể dựa trên hình ảnh, chúng ta có thể làm cái kiểm định. À, chúng ta có thể là làm kiểm định cả hệ số, xem xét hệ số Skewness, hệ số Kotoschek. Chúng ta làm cái kiểm định cho hai hệ số này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là vẽ được các tình huống, đưa ra các kết quả, vẽ được các tình huống mà nếu chúng ta đổi biến, chuyển biến. Nếu chúng ta đổi biến, chuyển biến thì chúng ta sẽ có được một cái biến mà có đơn vị đo lường mới nó như thế nào. Để từ đó chúng ta có thể lựa chọn cái cách phân tích nó tốt nhất. Với sự khác biệt của biến định lượng thì như lúc nãy chúng ta cũng đã nhìn thấy là có hai tình huống có thể xảy ra, là biến của mình có phân bố chuẩn hoặc biến của mình không có phân bố chuẩn. Thì ở đây tôi lưu ý là nếu là có chuẩn thì các bạn sử dụng luôn những cái kiểm định là kiểm định tham số nhé. Còn kiểm định phi tham số có thể sử dụng trong hai tình huống cả chuẩn cả không chuẩn, nhưng mà đừng có dùng, vì như tôi đã đề cập là kiểm định phi tham số này nó là những kiểm định dấu, kiểm định xếp hạng các thứ, là nó cũng không, khi mà chúng ta phiên giải chúng ta nói và những cái người khác người ta nghe kết quả của mình là cũng khó hiểu hơn so với việc chúng ta nói về giá trị trung bình. Với phân tích cái sự khác biệt giữa biến của các biến định lượng này, nếu các anh chị, nếu các bạn mà muốn so sánh thì cái câu hỏi tiếp theo, sau khi chúng ta đã xác định được biến rồi và xác định được phân bố rồi, thì câu hỏi tiếp theo là các bạn so sánh mấy nhóm. Nếu mà chúng ta so sánh một nhóm ấy thì chúng ta sẽ có cái kiểm định là T1 mẫu, là t-test trong một mẫu, và đây là phân bố chuẩn nhé. Tôi sẽ trình bày những phần về phân bố chuẩn, thế còn với cái phân bố không chuẩn này thì mai chúng ta cũng sẽ có phần thực hành, nhưng mà chúng ta sẽ làm nhẹ cái phần đấy đi, vì cố gắng là sử dụng phân bố chuẩn, cố gắng là sử dụng những cái kiểm định cho phân bố chuẩn, vì đấy là cái kiểm định mà hay được dùng, hay được ứng dụng. Còn nếu chúng ta so sánh một nhóm với phân bố với biến của mình là biến định lượng nhưng có phân bố không chuẩn thì chúng ta sử dụng cái kiểm định dấu xếp hạng của Wincon-Som. Và ở đây nếu các bạn so sánh hai nhóm, và hai nhóm mà phân bố chuẩn thì chúng ta có hai tình huống. Thứ nhất là hai nhóm của chúng ta là hai nhóm độc lập. Ví dụ chúng ta muốn so sánh là nhóm nam với nhóm nữ thì nhóm nam với nhóm nữ hoàn toàn tách biệt nhau. Hoặc các bạn so sánh giữa nhóm là dùng phương pháp điều trị A với một nhóm dùng phương pháp điều trị B thì hai nhóm sử dụng hai phương pháp điều trị này cũng khác nhau. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ có kiểm định T cho hai mẫu độc lập. Chúng ta dùng T-test cho hai mẫu độc lập. Còn nếu mà chúng ta cũng so sánh hai giá trị trung bình và có phân bố chuẩn, nhưng hai giá trị trung bình này không độc lập với nhau mà lại có cái dạng là đo lường trước sau. Ví dụ chúng ta đo lường cái lượng đường huyết của bệnh nhân trước khi dùng thuốc và đo lường lại cái lượng đường huyết của bệnh nhân sau dùng thuốc. Và chúng ta so sánh cái đường huyết trung bình ở thời điểm trước dùng thuốc và sau dùng thuốc để xem là cái thuốc điều trị về đường huyết của mình là có hiệu quả hay không hiệu quả. Để xem cái sự chênh lệch giữa đường huyết giữa hai thời điểm này nó có thực sự là có ý nghĩa thống kê hay không.
Thì trong tình huống này chúng ta sẽ phải sử dụng cái kiểm định được gọi là kiểm định ghép cặp. Tại sao lại như vậy? Vì chúng ta đang không phải là chúng ta có hai nhóm độc lập, không phải là hai nhóm là dùng hai loại thuốc khác nhau, mà đây là vẫn chỉ là một nhóm, bản chất là một nhóm, nhưng chúng ta đo lường họ ở hai thời điểm. Và rõ ràng là cái đường huyết, cho dù là có dùng thuốc nhé, nhưng cái đường huyết sau điều trị của họ với cái đường huyết trước điều trị của họ là có liên quan với nhau. Ví dụ như một người mà có đường huyết trước điều trị là 10 thì có thể sau điều trị nó xuống được khoảng độ 8-9. Nhưng một người có đường huyết là 8 rồi thì sau điều trị nó phải xuống được 6-7, đúng không ạ? Như vậy là cái đường huyết sau điều trị nó phụ thuộc vào việc đường huyết trước điều trị của người ta như thế nào. Và như vậy hai cái biến này, hai cái giá trị trung bình này nó sẽ có liên quan với nhau chứ nó không phải là độc lập. Và người ta sẽ có kiểm định được gọi là kiểm định T ghép cặp cho cái tình huống mà chúng ta có thường xuyên là có cái đo, chúng ta làm kiểm định với đo lường trước sau. Và trên lâm sàng thì tôi nghĩ là các bạn cũng rất hay gặp tình huống này. Dù chúng ta quan tâm đến bệnh nhân là ở thời điểm vào viện và thời điểm ra viện, đúng không ạ? Thời điểm trước khi dùng cái liệu pháp điều trị chúng ta, rồi sau khi mà dùng cái liệu pháp điều trị chúng ta cung cấp hoặc là phương pháp điều trị chúng ta cung cấp, để xem là những cái cải thiện về huyết động học của họ hoặc cải thiện gì đó, những cái chỉ số về lâm sàng, cận lâm sàng của họ có khác với ở thời điểm trước điều trị hay không, để chúng ta kết luận về cái hiệu quả của điều trị. Thì lúc đó là chúng ta sẽ phải sử dụng các kiểm định ghép cặp, chứ chúng ta không thể so sánh các nhóm độc lập được. So sánh nhóm độc lập chỉ sử dụng khi các bạn có hai mẫu, hai nhóm hoàn toàn độc lập nhau. Sự một nhóm chúng ta đang muốn đánh giá cái hiệu quả điều trị của thuốc A, là chúng ta sẽ có hai nhóm, một nhóm các bạn cho dùng thuốc A, một nhóm là cho dùng loại thuốc khác, hoặc thậm chí là dùng giả dược, dùng placebo. Và chúng ta so sánh, thì lúc này chúng ta sẽ có cái so sánh của hai nhóm độc lập. Thế còn nếu chúng ta cứ có đo lường trước sau, tức là đo lường một đối tượng ở hai thời điểm, thì lúc đó chúng ta phải sử dụng kiểm định ghép cặp. Với so sánh hai nhóm, nhưng nếu chúng ta làm thì chúng ta có một cái phân bố không chuẩn, thì lúc đó là nếu so sánh hai nhóm độc lập thì các bạn sử dụng cái kiểm định của Mann-Whitney. Còn nếu mà so sánh hai nhóm ghép cặp thì các bạn sẽ sử dụng cái kiểm định dấu của Wilkinson, side test của Wilkinson. Thế còn so sánh từ ba nhóm, tức là chúng ta so sánh lớn hơn hai nhóm, tức là từ ba nhóm trở lên, thì với phân bố chuẩn thì chúng ta có một kiểm định là kiểm định ANOVA, tức là kiểm định ANOVA viết tắt của từ Analysis of Variances, tức là phân tích phương sai. Và nếu các bạn so sánh từ ba nhóm trở lên mà phân bố của mình là phân bố không chuẩn, thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng kiểm định của Crutchfield-Wallis test. Thì đấy là các kiểm định cơ bản mà chúng ta sử dụng cho một biến là biến định lượng. Và đây chúng ta có cái mục đích là so sánh cái sự khác biệt giữa các nhóm. Cái tình huống so sánh một nhóm này cũng có thể có bạn hỏi là vậy một nhóm thì so sánh với cái gì? Thì thực ra là một nhóm ở đây là một nhóm trong mẫu nghiên cứu của mình. Nhưng mình có thể so sánh kết quả của mình với kết quả của tác giả khác, hoặc là so sánh kết quả của mình với một cái giá trị tham số quần thể nào đó nói chung. Tức là một cái giá trị nào đó mà mình lấy làm cái mốc, và mình so sánh cái kết quả của mình với cái giá trị mà tham chiếu đó, thì lúc đó là rơi vào cái tình huống là so sánh một nhóm. Thế còn so sánh hai nhóm là bản thân hai nhóm đấy là trong nghiên cứu của mình luôn, mình không so sánh với tác giả nào cả. Hai nhóm nam hay nữ cũng nằm trong nghiên cứu của mình, điều trị thuốc A hay thuốc B cũng nằm trong nghiên cứu của mình, thì lúc đó là mình so sánh hai nhóm. Đấy là cái tình huống đầu tiên là so sánh cái sự khác biệt của biến định lượng. Diễn giải về vẫn theo cái luồng của 4-5 bước. Thì sau cái bước 4 khi mà đã, sau cái bước 3 khi mà đã chọn được cái kiểm định thống kê rồi, thì các bạn thực hiện thao tác trên máy tính thôi, làm các câu lệnh ở trên máy tính. Ngày mai chúng ta sẽ có các phần thực hành này. Sau khi đã chạy trên máy tính rồi, chúng ta sẽ nhìn vào kết quả trên máy tính thì chúng ta phiên giải. Giả sử như là cái giá trị P của máy tính, cái giá trị xác suất trong máy tính tính ra cho chúng ta, cái p-value cho chúng ta là cái giá trị nhỏ hơn 0.05. Trong cái bài toán về so sánh cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân giữa hai nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim được tiêm và không được tiêm nitrat tĩnh mạch, thì chúng ta thấy là cái giá trị P nhỏ hơn 0.05. Vậy kết luận sẽ là như thế nào? Chúng ta có thể có một cái câu kết luận là tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim được tiêm nitrat tĩnh mạch là thấp hơn tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà không được tiêm. Và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, mở ngoặc P nhỏ hơn 0.05. Thực ra lời văn thì mỗi người mỗi khác, cách viết thì mỗi người mỗi khác. Có thể có người thì đưa luôn cái sự khác biệt, khẳng định luôn là có sự khác biệt, sau đó thì mới diễn giải. Nhưng tiệm chung lại thì một cái câu kết luận này nó sẽ bao gồm có ba cái phần cơ bản như sau, cần để trả lời được ba câu hỏi như sau. Trước hết là trả lời câu hỏi là có hay không có cái sự khác biệt mà các bạn đang đi so sánh. Và nếu có sự khác biệt thì chúng ta nêu rõ ra cái sự khác biệt đấy cụ thể là như thế nào. Ví dụ chúng ta nói là cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim được tiêm nitrat tĩnh mạch là thấp hơn so với nhóm không tiêm. Như vậy là chúng ta đã nói là hàm ý là có sự khác biệt, và sự khác biệt ở đây là tỷ lệ đấy là thấp hơn. Và cái nội dung thứ hai cũng cần có trong cái câu phiên giải là
cái sự khác biệt đấy có ý nghĩa thống kê hay không? Thì trong cái lời tiên giảng trước chúng ta cũng đã thấy họ khẳng định là sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Và khi đã nói có ý nghĩa thống kê rồi thì chúng ta đưa cái bằng chứng của cái ý nghĩa thống kê đó thì chúng ta sẽ trình bày cái giá trị P-value và chúng ta sẽ trình bày cái giá trị P, P nhỏ hơn 0,05. Thì như tôi cũng đề cập là lời văn mỗi người mỗi khác, nhưng tự chung lại thì nó sẽ trả lời mấy cái nội dung như thế. Thứ nhất là có hay không có khác biệt, cụ thể như thế nào. Thứ hai là sự khác biệt để có ý nghĩa thống kê hay không và tại sao, cho chúng ta nhìn vào trong cái giá trị P để chúng ta nói. Thôi phần bài tập để lại. Đấy là sự khác biệt của biến định lượng. Quay trở lại cái phần về chọn kiểm định. Lúc nãy thì chúng ta đã có một cái được có thể tạm thời gọi là cái case study để chúng ta chọn cho biến định lượng rồi. Bây giờ nếu chúng ta làm về biến định tính thì sao? Thì với biến định tính, với biến phân loại thì chúng ta sẽ sử dụng một kiểm định là kiểm định khi bình phương để làm cho biến phân loại. Và nếu sử dụng kiểm định khi bình phương thì yêu cầu kiểm định này là các bạn sẽ cần có một cái tỷ lệ phần trăm nhất định các ô trong cái kiểm định là có cái giá trị kỳ vọng là trên 5. Và cái tỷ lệ chung ấy người ta đưa ra ở cái ngưỡng là 80%, thì cái câu phát biểu sẽ là nếu sử dụng kiểm định khi bình phương thì các bạn phải có là trên 80% số ô là có tần số hay có giá trị kỳ vọng là lớn hơn 5. Còn nếu không đáp ứng được tiêu chí đấy thì chúng ta không sử dụng được kiểm định khi bình phương mà chúng ta phải sử dụng của Fisher Exact Test khi mà chúng ta có cái giá trị mong đợi của chúng ta là nhỏ hơn 5. Thì ở đây là cái ngưỡng của chúng ta so sánh là 80% số ô là trên 5 là chúng ta dùng được khi bình phương. Còn nếu mà dưới 80% số ô mà trên 5 thì chúng ta sẽ phải sử dụng của Fisher Exact Test. Và ở đây chúng ta đang đi đề cập đến và xem đến cái giá trị mong đợi hay nhiều người gọi là cái tần số kỳ vọng, cái giá trị kỳ vọng, tần số kỳ vọng. Vậy thì làm tần số kỳ vọng là gì? Và bên cạnh tần số kỳ vọng chúng ta có cái gì khác không? Và cái tính cái tần số kỳ vọng này như thế nào? Thì các bạn nhìn vào trong một cái bảng rất cơ bản. Cái bảng này là bảng 22, cái bảng tiếp liên 22 và bao gồm có hai hàng và hai cột. Thì chúng ta có hai phương pháp điều trị, phương pháp điều trị thứ nhất, phương pháp điều trị thứ hai. Và chúng ta đánh giá kết quả điều trị của hai phương pháp với hai cái phân nhóm là kết quả tốt và kết quả không tốt. Tổng số thì chúng ta có 15 bệnh nhân. Và các ô thì có mỗi một ô thì có một cái con số riêng biệt. Các con số mà đang thể hiện trong ô này người ta gọi là tần số quan sát hoặc là giá trị quan sát. Tại sao lại như vậy? Vì những cái con số 4, 5 hay 3, 3 này chính là các con số mà chúng ta quan sát được từ 15 bệnh nhân và chúng ta đưa các con số này vào trong bảng. Như vậy, con số đấy là quan sát được từ kết quả điều trị của mình. Kết quả tốt hay không tốt, phương pháp điều trị 1 hay phương pháp điều trị 2 và thực tế trên bệnh nhân mình có. Thế còn giá trị mong đợi thì được tính như thế nào? Thứ nhất là cái giá trị mong đợi sẽ được tính khi chúng ta có một cái giả định là cái biến là cái phương pháp điều trị của mình ấy, tức là cái biến về điều trị của mình ấy với lại cái kết quả điều trị là độc lập với nhau. Hay là cách khác là cho dù có điều trị phương pháp 1 hay phương pháp 2 ấy, thì kết quả điều trị cũng là như nhau. Thì trong tình huống chúng ta có cái giả định như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái giá trị mong đợi qua cái công thức là giá trị mong đợi hay tần số mong đợi sẽ bằng là tổng hàng nhân với tổng cột và chia cho tổng chung. Ở đây tổng hàng là gì? Tổng hàng ở đây chính là cái tổng cái dòng này, đi từng dòng một. Còn đây là tổng cột này và tổng chung của chúng ta có là 15. Chúng ta có 4 ô trong cái tình huống này, trong kết quả trên bảng này chúng ta có 4 ô. 4 ô này, 4 ô chính trong bảng đó là A, B, C và D. Thế còn các ô ở tổng này thì chúng ta không đề cập tới. Bảng nào thì cũng có các ô tổng rồi. Ở đây chúng ta có 4 ô A, B, C, D. Và ứng với mỗi một ô A, B, C, D này chúng ta sẽ tính được ra một cái giá trị kỳ vọng hay giá trị mong đợi khác nhau. Ví dụ chúng ta tính giá trị mong đợi cho ô A, cái ô mà có giá trị có tần số quan sát là 4 này này. Thì theo công thức nó sẽ bằng là tổng hàng nhân tổng cột chia cho tổng chung. Như vậy là nó sẽ bằng là tổng hàng là 9. Tổng cột của chúng ta có ở đây là 7. Chia cho tổng chung chúng ta có là 15. Như vậy giá trị mong đợi cho ô 4, ô mà có số quan sát là 4 này này, ô A này, sẽ bằng là 9 nhân 7 và chia cho 15. Tương tự như vậy, nếu tính cho ô B, cho ô mà có tần số quan sát là 5 ấy, thì chúng ta sẽ có cái tần số kỳ vọng sẽ bằng 9 nhân với 8 và chia cho 15. Cứ tính như vậy, các bạn sẽ có của OC và OD. Và quay trở lại là cái điều kiện của kiểm định khi bình phương là giá trị mong đợi của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 5. Trong tình huống chúng ta chỉ có
ô bảng hai hàng hai cột ý, thì yêu cầu là tất cả bốn cái ô đấy là đều phải có tần số kỳ vọng lớn hơn 5 hết. Thì nếu mà chỉ cần có một ô thôi là chúng ta đã bị mất là 25% rồi đúng không ạ? Mà trong khi đó tiêu chí của chúng ta là phải có từ 80% trở lên. Nên là chỉ cần có một ô thôi là đã không đạt tiêu chí rồi. Thế còn với các bạn mà có nhiều dòng, nhiều cột hơn ý, thì lúc đó các bạn cứ quy đổi ra ở cái ngưỡng, ở cái điểm cắt là 80%. Là nếu có từ 80% số ô trở lên mà có tần số kỳ vọng trên 5 thì chúng ta có thể sử dụng kiểm định Key bình phương. Đấy là cái cách tính tần số kỳ vọng nhé. Với một cái về về câu lệnh, về câu lệnh thì khi mà chúng ta muốn tính cái gì thì chúng ta đều có được ở trong máy tính hết. Chúng ta đều có thể tính được với câu lệnh tabulate thì khi đưa hai biến vào thì chúng ta sẽ có một cái bảng chéo và đây là chúng ta yêu cầu máy tính là tính cái tần số kỳ vọng và chúng ta yêu cầu máy tính là tính cái kiểm định Key bình phương. Đây là chúng ta yêu cầu máy tính là chia cái tỷ lệ phần trăm theo cột và ở dưới này là vừa chia tỷ lệ phần trăm theo cột và vừa tính cái kiểm định của exact, tức là trong cái tình huống mà tần số kỳ vọng của chúng ta nhỏ chúng ta yêu cầu là tính theo cái kiểm định chính xác của exact test thì sẽ có trong câu lệnh hết, ngày mai chúng ta sẽ làm. Với xác định mối liên quan thì khi các bạn muốn xác định mối liên quan về biến định lượng thì chúng ta biến định lượng ở đây tức là mối liên quan giữa hai biến định lượng thì chúng ta sẽ có cái hệ số tương quan và với hệ số tương quan này nói đến biến định lượng hơi phức tạp một chút, cũng như là lúc nãy các bạn đã thấy là biến định lượng thì lại phải trả lời cái câu hỏi là biến của mình có phân bố chuẩn hay không chuẩn đúng không ạ? Thì nếu hai biến định lượng của mình mà cả hai biến có phân bố chuẩn thì các bạn sẽ sử dụng cái hệ số tương quan của Pearson. Còn nếu một trong hai biến mà có phân bố không chuẩn hoặc cả hai biến có phân bố không chuẩn thì lúc đó là chúng ta phải sử dụng cái kiểm định hệ số xin lỗi chúng ta phải sử dụng cái hệ số tương quan của Spearman. Đấy là hai cái hệ số tương quan mà chúng ta có thể sử dụng và trong hai tình huống trong các tình huống khác nhau. Với biến định lượng cái biến đầu ra của mình ấy là một biến định lượng mà có phân bố chuẩn thì các bạn có thể sử dụng một cái mô hình xây dựng cái mô hình gọi là mô hình hồi quy tuyến tính, có thể là xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn tức là thể hiện mối quan hệ của một biến định lượng với một biến phân với một biến độc lập khác. Cái biến độc lập của chúng ta trong mô hình hồi quy tuyến tính thì nó có thể là biến phân loại, nó cũng có thể là biến định lượng, không nhất thiết phải là biến gì, chỉ có duy nhất yêu cầu biến đầu ra của mình. Cái hồi quy tuyến tính hay hồi quy logistic nó phụ thuộc vào biến đầu ra. Thì với biến hồi quy tuyến tính thì chỉ yêu cầu cái biến đầu ra thôi, tức là cái biến được gọi là biến phụ thuộc của mình ấy, cái outcome chính của mình ấy. Thì với hồi quy tuyến tính biến đầu ra của chúng ta phải là biến định lượng và biến này phải là biến có phân bố chuẩn. Thế còn không có phân bố chuẩn chúng ta cũng không dùng được hồi quy tuyến tính. Nếu các bạn có cái biến đầu ra chính của các bạn là biến định tính thì lúc đó các bạn có thể là tính cái tỷ suất chênh, thực ra là khái niệm đúng là tỷ số chênh không phải tỷ suất, nó là odds ratio, nó là tỷ số chênh, hoặc là các bạn có thể tính nguy cơ tương đối, tính RR. Cái tỷ số chênh OR thì sẽ được tính cho nghiên cứu bệnh chứng, tỷ số nguy cơ tương đối có thể tính cho nghiên cứu thuần tập, và các bạn có thể tính cái xây dựng cái mô hình là mô hình hồi quy logistics trong bối cảnh biến đầu ra của mình là biến có hai phân loại, biến là theo cái định dạng là có không, có không. Thì chiều mai các bạn cũng sẽ học cái mô hình hồi quy logistics này, cô Lan sẽ trình bày. Về số tương quan ấy, giá trị R thì hệ số tương quan dù là tính cho Spearman hay là hệ số tương quan của Pearson thì phiên giải chúng ta cũng sẽ phiên giải như nhau. Vậy số tương quan sẽ có cái giá trị chạy từ âm 1 cho đến dương 1. Cái giá trị của R sẽ chạy từ âm 1 đến dương 1. Và nếu các bạn có một cái hệ số tương quan là hệ số tương quan dương thì điều đó có nghĩa là hai cái biến định lượng của mình là có mối quan hệ tuyến tính thuận. Tuyến tính thuận có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi một biến A tăng thì biến B cũng tăng và ngược lại khi biến A giảm thì biến B cũng giảm. Thế còn nếu mà các bạn có hệ số tương quan mà âm, tức là nó nhỏ hơn không thì lúc đó là cái mối tương quan của mình là mối tương quan nghịch. Biến A của chúng ta thì cứ tăng nhưng biến B của mình lại giảm đi. Và người ta có một cái quy ước là nếu hệ số tương quan của chúng ta mà nhỏ hơn không thì đấy là mối tương quan trị tuyệt đối nhé. Ở đây chúng ta nói trị tuyệt đối của hệ số tương quan mà nhỏ hơn 0,3 thì lúc đó chúng ta có mối tương quan yếu và càng gần với không thì mối tương quan càng lỏng và bằng không hoặc là không khác không thì có nghĩa là không có mối tương quan giữa hai biến. Nếu trị tuyệt đối của hệ số tương quan mà chạy từ 0,3 cho đến 0,5 thì lúc đó chúng ta có mối tương quan trung bình. Còn nếu chạy từ 0,5 đến 0,7 thì là tương quan chặt và lớn hơn 0,7 thì đây là tương quan rất là chặt chẽ. Thì đấy là cái quy ước tạm thời hiểu là rule of thumb thôi, tức là cái quy ước thôi chứ nó cũng không phải là một cái quy tắc
cứng nhất và được áp dụng ở mọi mọi bài báo. Nên nhiều bài báo các bạn cũng không thấy họ đề cập đến tương quan chắc hay lỏng gì đâu, họ chỉ nói có tương quan hay không và cái tương quan đó là tương quan thuận hay nghịch thôi. Thì đấy là hệ số tương quan. Còn cách tính hệ số tương quan thì chúng ta cũng có các câu lệnh trong Stata, ví dụ như là two-way schedule là vẽ cái biểu đồ, sau đó chúng ta tính correlation. Đấy, thì chúng ta sẽ tính được chúng ta tính của correlation cái hệ số tương quan của Pearson hoặc là tính hệ số tương quan của Spearman. Còn cái biến vật tuổi, thời gian vân vân của chúng ta ở đây là hai cái biến định lượng. Cái phần SIG là cái phần significant, chúng ta yêu cầu máy tính là đưa cái giá trị P vào để chúng ta so sánh với giá trị 0,05. Nó sẽ có một số tùy chọn mà chúng ta sẽ đề cập trong ngày mai. Nếu các bạn có hai biến định tính và các bạn muốn xem là hai biến định tính đấy có mối liên quan với nhau hay không, ví dụ chúng ta muốn xem là cái phương pháp điều trị, cái phác đồ điều trị 1, phác đồ điều trị 2 với lại cái kết quả của mình là tốt hay là xấu, nó có mối liên quan hay không, thì chúng ta có thể sử dụng cái tỷ số chênh OR hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái nguy cơ tương đối RR. Thì cái cách tính, cái công thức tính tỷ số chênh và công thức tính RR thì chắc các bạn cũng đã học rồi. Nếu muốn tính tỷ số chênh thì chúng ta sẽ tính bằng odds của nhóm 1 chia cho odds của nhóm 2. Và cái công thức được gọi là công thức tính nhanh của tỷ số chênh ấy, nếu chúng ta ký hiệu là ABCD thì nó, các ô là ABCD giống như lúc nãy tôi nói trong cái phần bảng 22 ấy, thì chúng ta sẽ có là OR sẽ bằng là AD chia cho BC, tức là OA nhân với OD chia cho OB nhân với OC. Ví dụ ở đây nếu chúng ta muốn tính OR cho bảng này và chúng ta khi mà viết bảng như thế này thì người ta sẽ quy ước đây là OA này, OB này, OC này và OD. Và OR sẽ bằng là A nhân với D tức là 4 nhân với 3 và chia cho 5 nhân với 3 và đây chúng ta còn OR sẽ bằng 4 chia cho 5. Đấy, cái cách tính OR nhanh là như vậy. Và nhìn vào trong công thức tính OR thì các bạn sẽ thấy là OR sẽ chỉ tính với bảng 22 thôi, tức là cái bảng mà chúng ta có hai hàng và hai cột. Thế còn nếu mà các bạn có một cái bảng mà NN tức là 33 hoặc là 32 hoặc là 34 gì đó, tức không phải là 22, thì lúc đó là chúng ta không thể tính được OR. Mà thông thường với những tình huống đấy thì chúng ta sẽ lấy nhấc một nhóm ra là cái nhóm tham chiếu và chúng ta sẽ so sánh tính cái mối liên quan hoặc là xem cái mối liên quan của từng nhóm một, từng cái nhóm còn lại một với cái nhóm so sánh của chúng ta như thế nào thì chúng ta mới tính được OR. Chứ còn tính OR chung là chúng ta không tính được. Và cái tính thứ hai thường là sử dụng cho những cái nghiên cứu thuần tập, đó là chúng ta tính cái tỷ số nguy cơ, cái RR, thì nó sẽ bằng là nguy cơ của nhóm 1 chia cho cái nguy cơ của nhóm 2. Cái này thì các bạn cũng biết rồi. Kể cả OR và RR thì chúng ta đều so sánh với một cái giá trị tương đối là đặc biệt, đó là giá trị 1. Thì OR và RR là tỷ số. Tỷ số thì có mẫu số và tử số. Tử số và mẫu số. Thì nếu mà chúng ta có một cái thương số mà bằng 1, điều đó có nghĩa là tử số bằng với mẫu số, đúng không ạ? Và nhìn lại cái công thức tính này, nếu các bạn có, ví dụ như RR, các bạn có RR bằng 1, tức là chúng ta sẽ có là tử số bằng mẫu số, điều đó có nghĩa là nguy cơ mắc, nguy cơ trong nhóm 1 bằng với nguy cơ trong nhóm 2. Vậy thì nhóm 1 với nhóm 2 này chẳng có gì là khác nhau cả, đúng không ạ? Hay là cách khác là cái việc mà tôi có hay không có yếu tố nguy cơ đấy chẳng ảnh hưởng gì đến tình trạng bệnh của tôi cả. Và điều đó có nghĩa là không có mối liên quan giữa cái yếu tố nguy cơ đấy với cái tình trạng bệnh của tôi. Hay là nếu chúng ta có cái giá trị OR hoặc là RR bằng 1 thì điều đó có nghĩa là không có mối liên quan giữa hai cái biến mà chúng ta đang quan tâm. Thế còn nếu mà OR và RR của các bạn mà theo hai chiều hướng là hoặc là lớn hơn 1 thì lúc đó lớn hơn, nhưng ở đây là phải có ý nghĩa thống kê nhé. Thì lớn hơn 1 thì lúc đó là OR thì cái biến độc lập của chúng ta là mang tính chất là yếu tố nguy cơ. Còn nếu mà OR của chúng ta hoặc là RR mà nhỏ hơn 1 thì lúc đó cái yếu tố chúng ta đang quan tâm là yếu tố bảo vệ. Lúc nãy thì tôi có đề cập đến là lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1 là phải có ý nghĩa thống kê. Điều đó thì sẽ phải thể hiện thông qua việc là chúng ta làm kiểm định để chứng minh được là nó có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn vào trong cái khoảng tin cậy. Nếu chúng ta tính giá trị OR và RR kèm theo cái khoảng tin cậy thì các bạn mới thấy là rất nhiều bài báo quốc tế là người ta yêu cầu mình là bên cạnh cái việc là đưa ra giá trị OR và RR thì phải đưa ra cái khoảng tin cậy của các giá trị OR và RR. Thì khi nhìn vào trong cái khoảng tin cậy đó, trước hết là người ta cũng biết được là cái giá trị sai số chuẩn của mình là bao nhiêu, có cao hay là không cao. Và thứ hai là người ta cũng có thể so sánh được và người ta cũng có thể kết luận được là cái giá trị OR và RR của mình có khác một hay không. Vì nếu nhìn vào trong cái khoảng tin cậy đấy mà OR hoặc là khoảng tin cậy của OR hoặc là RR mà chứa 1 ý, thì điều đó có nghĩa là
cái giá trị của mình, cái con số của mình mà mình tính toán được, cái giá trị OR, giá trị ERR mình tính toán được trong mỗi nghiên cứu là không khác với một, hay là cách khác là không, cái sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Thế còn nếu khoảng tin cậy này mà không chứa giá trị một, nó có thể là theo cái chiều hướng là nhỏ hơn một, nó có thể là theo cái chiều hướng là lớn hơn hẳn một, không chứa giá trị một, thì lúc đó là cái sự khác biệt sẽ có ý nghĩa thống kê, hay là cách khác là sẽ có mối liên quan giữa hai biến mà chúng ta đang quan tâm. Thì đấy là các bạn sẽ phải nhìn vào trong cái khoảng tin cậy, hoặc là chúng ta nhìn vào kiểm định cũng được, và chúng ta cũng sẽ nhìn vào trong cái khoảng tin cậy. Và nếu nhìn khoảng tin cậy ở đây, chúng ta sẽ so sánh cái giá trị một để chúng ta xem là nó khác hay là không khác, có ý nghĩa thống kê hay là không có ý nghĩa thống kê. Thì đấy là giá trị tính OR. Ngoài ra thì chúng ta còn có nhiều các kỹ thuật phân tích khác, và chúng tôi cũng trong cái chương trình đề ra trong khóa học này, đấy, cái phần trên là thống kê cơ bản nhé, đúng theo nội dung mà chúng ta học chiều nay và sáng mai thực hành đấy. Ngoài ra thì còn có một số các kỹ thuật được phân tích khác trong lâm sàng mà các bạn có thể với từng cái nghiên cứu cụ thể của các bạn sẽ quan tâm. Và trong cái chương trình khóa học này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các nội dung mà sẽ được cung cấp trong khóa học liên quan đến các phân tích này. Đó là chúng ta có những cái phân tích cho đo lường lặp lại. Với cái kiểm định cặp thì chúng ta sẽ làm như với đo lường mà có từ 3-4 lần trở lên. Ví dụ có những bạn mà làm cái nghiên cứu mà đo một cái chỉ số bệnh nhân, không những là các bạn đo trước sau điều trị mà các bạn còn đo ở cái thời gian, có một khoảng thời gian theo dõi nữa. Ví dụ như là khi người ta ra viện rồi thì tái khám một lần cái chỉ số đó như thế nào, tái khám sau 1 tháng chỉ số đó như thế nào, tái khám sau 3 tháng chỉ số đó như thế nào, sau 1 năm thì nó cải thiện như thế nào. Thì đấy, các bạn sẽ có những cái đo lường là đo lường nhiều lần trên một bệnh nhân, từ 3 lần trở lên. Và với những đo lường lặp lại như vậy thì chúng ta không thể thực hiện những kiểm định khép cặp, cũng không thể thực hiện những kiểm định như là tôi vừa trình bày lúc nãy, mà chúng ta cần có những cái kiểm định nó mang tính chất là đặc thù hơn. Đó là những cái mô hình như là mô hình GE hoặc là mô hình mix dành cho các đo lường mang tính chất là lặp lại. Ngoài ra, nếu một bạn nào đó ở đây mà lại quan tâm đến là khoảng thời gian để xuất hiện một sự kiện nào đó, ví dụ như là khoảng thời gian mà bệnh nhân là tái phát nhồi máu cơ tim, hoặc là khoảng thời gian với bệnh nhân, với người ung thư, với người đang làm trong lĩnh vực ung thư chẳng hạn, là khoảng thời gian là bệnh nhân tử vong, hoặc là khoảng thời gian mà bệnh nhân là tái phát ung thư, điều trị ổn định một thời gian xong bệnh nhân bị tái phát, thì chúng ta đo lường cái khoảng thời gian xuất hiện một sự kiện như vậy thì chúng ta sẽ có cái phân tích nó cụ thể và nó đặc thù. Đó là phân tích là sống còn với các mô hình Kaplan-Meier, hoặc là cái phân tích về hồi quy Cox. Cái này thì các bạn sẽ được học trong khóa học này. Cái đo lường lặp lại mà từ 3 lần trở lên thì trong tôi thấy là trong cái nội dung của chương trình là không có đề cập đến. Còn cái mô hình Cox này thì sẽ có đề cập. Ngoài ra thì nếu bạn nào làm trong lâm sàng có thể quan tâm đến là độ nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm chẩn đoán, hoặc là độ nhạy, độ đặc hiệu của một phương pháp chẩn đoán nào đó các bạn đang sử dụng, thì lúc đó là các bạn sẽ có những cái phân tích khác, những cái phân tích về độ nhạy, độ đặc hiệu, và các bạn có thể là có những phân tích về hệ số kappa, hoặc là các bạn vẽ được cái mô hình ROC. Ngoài ra thì chúng ta cũng quan tâm đến các mô hình hồi quy, như mô hình hồi quy tuyến tính, regression của cái mô hình của linear, hồi quy đường thẳng, hồi quy tuyến tính, và các bạn cũng quan tâm đến mô hình hồi quy logistic. Thì hai cái mô hình hồi quy này, từ đơn biến đến đa biến, thì đều sẽ được trình bày trong buổi chiều ngày mai.